Ừ, có rất nhiều thứ hay, hay hoa ho nha Nhưng mà hôm qua À đây tôi còn cho các ông xem Xem giờ giấc cơ Đéo có thời gian mà bán hết Mẹ nó nó ngập người Thực ra là nhiều thứ nặng Kể cả nhà kép này này Đây này 9 giờ 08 Chủ nhật ngày 18 tháng 3 23 tháng 8 âm lịch ơ Mẹ ngày sinh nhật âm của mình này Ờ ông lại đâu rồi Ông lại ơi Kinh cũng nhặt cỏ hay chắc bà Sơn à Hai hai ông bà đi đâu rồi Ôi, ôi cái này mà câu cá cho thằng Nguyên Thằng Khang nó câu nhưng mà bây giờ bọn nó không ấy nữa Đây này Trăm à, rưỡi thế này Còn nếu mà nói chung là cái các cái hàng Ở đây thì toàn toàn thứ mà có thể bán được cơ Nhưng mà nó lại chưa đề xuất Cái hôm quay chưa đề xuất Bây giờ tầm này mà đề xuất là là mình bán ngon Nhà Nhật này nó rất là thơm Nhưng mà sao lại bọn này nó lại vàng lá hết thế này nhỉ như kiểu lá nó dài hay sao ấy Thế này những cây này quá ấy luôn Tầm uh, nếu mà bán số lượng thì tầm uh, mấy trăm đến một triệu rồi Các bạn nên nên chậu thì chắc là cũng bán được triệu rưỡi 2 triệu <laughs> Triệu rưỡi thì vào tiền chậu như cây này đẹp cái này thì uh, như cỡ của thằng em đâm em nước thì hoặc là anh em chúng nó bán thì nói chung là nếu mà bán lẻ mà nên chậu thì bán uh, tầm tầm 4 5 triệu đấy. 4 5 triệu đấy. Nếu không thì rẻ nữa thì chắc là cũng phải 3 triệu đấy. Các bạn đừng đùa. <laughs> Vành của nó thì đây là như các bạn nhìn này. Mà tự nhiên đang ấy đơn này, này. đi ra nhà nhà Nhật. Ờ ừ, đấy. Nói chung là nên chậu thì các bạn bán được tầm 3 triệu là giá số lượng. Mà ở đây cũng người ta cũng bán 3 triệu nếu nên chậu. Thoát thân thẳng tưng. Đấy gốc to đấy à, gốc như này vanh 15 à, 15, 16 15 này em đâu em nên chậu các bạn sẽ sẽ thấy được đây này như cây kia 15 16 đấy cao to đẹp trai đấy. to lắm mà nó trên đây nó đã hơn 2 mét còn nhà kép này nữa toàn cây nhìn mẹ nó to thu lù bắt đại nhưng nó lại chưa được đề xuất thôi được rồi ra đây để cho các ông xem đơn à, đơn trăm rưỡi đã Ôi mẹ đéo có đường đi đây này. Đi đây thì nó quang hơn nhưng mà sợ rơi xuống ao. Còn cả bên kia nữa cơ mà. Ở đây có 300 cây thôi. 300 cây thôi. Ở trên Facebook thì các bạn nghĩ là nó nó bình thường nhưng ở trên kia là buổi sáng hôm nay là đang có một khách nữa định lấy 25 cây nhưng cái thủy đéo bán nữa. <laughs> Tại vì nhận tiền khách rồi, không không bán quên lại đéo. Cái thứ hai là sáng nay vừa vừa xếp đây. Vừa xếp 50 cây. Thằng em Ninh sáng nay đi Hàng chậu tí nữa nó về Nam Định, đi Nam Định nữa. Thằng em Ninh như thế là buổi sáng hôm nay tôi biết chắc chắn nó phải đi hai chuyến rồi. Nó vừa đi chuyến Trương Mỹ sáng nay rồi. Thu được một triệu tiền cước xe rồi. trừ đi tiền xăng thế là. Nói chung là nếu mà ấy thì như các bạn thì nghĩ là cái 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 nương mà được 10 triệu với 15 triệu thì thì là đã là là là, là cao. 10 15 triệu. Những thằng em Ninh bây giờ nó cũng phải tầm 20 triệu trừ tức là trừ hao mòn máy xong rồi trừ lọ trừ kia ấy. Ước lượng vậy. Mẹ nó như rừng thế này thì biết thế mẹ nó được. Xa bên kia thì nó tán nó sẽ ấy hơn. Gốc bọn này thì không thể bằng không qua được. Và to lắm. vào con chân cái cơ. Đây thì làm sao mà được con chân cái. Nhưng mà so ra nói chung là trăm rưỡi thì là cũng đã thanh lý cho mọi người rồi. Tại vì có đợt nó bán sỉ là tức là cho khách số lượng ấy là đã hơn 200 rồi. Đây. Ừ như những cái cây này thì những con này con đơn cờ. Còn đơn nhung lá nhựa thì thực ra là cái hàng này thì đây được ngón trên cái. Gần ngón trên cái. Gần ngón trên cái. Qua thằng em thằng thằng em em quý thôi cũng định bảo là anh anh chọn ra 10 cây rồi hết bao nhiêu tiền rồi thế nọ thế kia tôi bảo mày lại xem nay chim quá 180 phút rồi nó xem nay chim của mình nhỉ bây giờ vườn thì chật cái loại này thì nói chung là nhận thì từ ngón tay cái thôi nó không thể như hôm qua được cái hàng hôm qua thì bây giờ chắc là còn 100 cây là là chuyển về thôi nhưng mà chứ không 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 và còn hàng kia còn làm tán làm tiếc rồi Vòm khung tiếc các kiểu rồi Đây có 300 cây nhưng mà nó sẽ bé hơn Nó không được nhưng qua được Nhưng mà so ra thì nói chung là với cái giá trăm rưỡi mà Mà mấy thì là các bạn đã cũng đã, đã 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 đã, đã rẻ rồi Nhưng mà đấy thì phải phải quay như thế chứ hôm qua mà hết rồi xong rồi lại nhận thêm Tại vì các bạn đang xem nay như thế này thì các bạn nghĩ là là cuối ngày mua hoặc mai mua cũng được nhưng mà thực ra là với cái hàng hôm qua ấy Khách hàng người ta đến từ các cái Người ta đến từ tiktok Từ cái cái video hàng chậu cách đây 3 ngày Xong rồi nhiều khi là là Các bạn ấy bình luận để Chờ mình trả lời còn hết hết Bình luận là còn không anh ơi cho em 10 cây Mẹ thời gian đâu bây giờ Tôi tôi đăng bài còn chả có thời gian này Tôi 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 đi tôi tôi đi trả lời bình luận của các bạn ấy còn những ông ấy nào, ông các khách ý là mình còn chưa quay cái này cơ Mình chưa quay cơ Chưa quay cái vườn trăm rưỡi hoặc thế nọ thế kia Ờ cái hôm mà quay sớm nhất thì chắc là cách đây khoảng 2, 2 ngày Thì là tôi bao cái thủy nó đứng đằng sau cây Xong rồi cái thứ hai nữa là Cái hôm mới đây này vào đây như rừng Cái quay cái hàng chậu thì là nó đề xuất Thì là bán luôn trong buổi sáng hết con bà nó rồi Ờ sang bên kia có lẽ nó quang hơn đấy cái Gốc này không được ngón trên cái được Nói chung là cũng xem xem như thế nhưng mà bé hơn nhiều so với cỡ hôm qua Bé hơn nhiều Loại này thì nói chung là nhận từ Dưới này thì ngon trên cái được Nhưng mà thân thì nói chung là bé hơn cái hàng hôm qua đấy Nên Các bạn phải biết là kể cả như thế này mà trăm rưỡi Là nó đã rẻ rồi Tức là trước, trước đấy cái vườn này phải hơn hai trăm Tầm đâu đó là hai trăm hai, hai trăm rưỡi Nhưng bây giờ tôi bán cho mọi người mà ví dụ từ 10 cây hoặc từ 20 cây trăm rưỡi nhưng mà thế là đã rẻ rồi nhưng mà như cái vườn kia các bạn bảo là chờ để bình luận thì xong rồi mua của tôi xong rồi nhiều ông bình luận xong rồi xong rồi lại chửi tổ sư mày bán hàng mà mà hỏi không trả lời thế mà thời gian đâu đéo đâu mà trả lời các bạn ở dưới bình luận cái thứ hai nữa là cái thứ hai nữa là có một bạn gì ấy, thì là bạn ấy biết cây cảnh nhật minh thái bình gì đấy ngoài đến tận hai giờ sáng mình vẫn còn đăng bài Ông ấy nhắn cái tin là mình cũng rất là cảm động Tức là không phải bình luận này Ngủ đi anh ơi Và sáng ra ông ấy đã tương cho hai bình luận Hỏi mua mà toàn bảo hết rồi Tí nữa tôi nên tôi quay cho mọi người Mặc dù buổi sáng hôm nay xếp hai hoặc ít nhất là hai xe tôi biết rồi Một xe cái thủy nó thu 6 triệu 800 bao nhiêu tiền Tức là đi trên đường là khách chuyển khoản Nó bảo anh Lâm là Đợi khách chuyển khoản xong cho em rồi Rồi mới cho xe đi một xe của thằng em Ninh xếp chậu là đi Trương Mỹ Tôi biết chắc chắn là buổi sáng hôm nay đã hai xe rồi Còn anh em ví dụ như là hoặc ông cháu Là ông sai tôi đang cúi gặp người này để đi này. Ông sai uh, đi hoặc là như kiểu anh Lâm đi đánh cây từ 6 giờ hay là 5 rưỡi hay thế nọ thế kia thì tôi không biết Nhưng mà tôi biết là việc nó vẫn đang trôi chảy mặc dù tôi chưa lên đấy Mẹ ngủ 3 giờ mới ngủ Xong rồi 6-7 giờ dậy Mẹ còn uống cà phê chứ còn tĩnh tâm chứ có phải là cứ lao đi làm hết được đâu Xong rồi con cái thì cái thủy nó nhiệm vụ là cho thằng Khang nó ăn Khang thì nó mở tivi vừa xem Bê Quy Thành mấy chị ốc với cái gì gì ấy Nhiều ông mẹ Đấy hôm qua ông ấy bảo ngủ đi anh ơi Lúc 2 giờ hay là một rưỡi ấy, hơn một giờ mình mình cũng không bình luận để để Tức là nếu mà bình luận này 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 ông ví dụ như tôi lại bảo là cảm ơn bạn nhá. Tôi chỉ cần thả một cái bình luận ví dụ bạn bảo là ngủ đi anh ơi mà phát tôi thả cái bình luận này. Là là cảm ơn bạn. Việc còn chưa xong chẳng hạn. Ôi giời ôi thế là hai thằng lại ngồi khen nhau, thế là đến 3 giờ sáng chưa ngủ được đâu mà mà cái giai đoạn mà khen nhau ấy, người ta cảm ơn mình, mình cảm ơn người ta. Mẹ xong rồi cứ khen nhau đẹp trai mới cả. Ờ, uh, mẫu đơn anh bán rẻ thế thế nào nó kéo mẹ đến 3 giờ sáng. Nó chả giải quyết cái mẹ gì. Thế tôi có những cái bình luận mà người ta rất là 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 khen mình ấy Mình chỉ thả tim người ta dưới cái bình luận thôi Chứ còn không muốn là tranh cãi mấy các thứ Ông lại ơi Ra đây cháu bảo Có quà Nhanh lên Đây đẹp chưa Nhưng tôi bây giờ tôi không không dính dáng đến những cái ý nữa Xong rồi nhiều bạn thì đấy hôm qua vừa như cây cái, cây cái, cây cái cảnh nhật minh thái bình ấy một giờ một rưỡi bảo là là ngủ đi anh ơi sáng hôm nay đã đọc được hai cái bình luận của ông ấy rồi là là uh, gọi uh, không thấy nghe máy à tức không không phải ông này nhưng đại ý là là uh, gọi điện toàn bảo hết rồi mẹ nó nhanh lắm một phần là là uh, uh, các cái khách cũ ấy thì từ hôm qua cái vườn kia nó hết là cái thủy nó đã nhận khách cũ rồi tức là người ta gọi đến bảo là hết bây giờ là còn vườn mới như thế này tí nữa nhưng mà cỡ cây thì không biết là thế nào tại vì chưa nhìn thấy cây nhưng bây giờ ra đấy trong chụp ảnh phát nó gửi gửi cho khách mà phát là khách lấy hay không là xong luôn chứ chờ lại còn ngồi tôi ngồi tôi chờ tôi cắt tôi đang tiktok thì còn tôi đang xây dựng một kênh tiktok là để phát được like nhưng mà bây giờ cái lượt xem nó các bạn phải hình dung nha kể cả tiktok hay các cái cái khác kể trong cuộc sống cũng vậy khi các bạn đến một cái ngưỡng nào nó phát triển rất nhanh nhưng mà khi các bạn mà ví dụ như các bạn từ từ 0 đồng đến 100 tức là đến một từ không có đồng nào đến tầm 200 triệu thì là rất là khó ạ. Nhưng từ 200 triệu nó lên 300 triệu loại nhanh. ra đây. Cháu có cái này hay lắm. Nâu gì? Hôm nay mới gặp rồi. Nhưng mà nhưng mà cháu nói nói trước nha. Những cái chuyện này mà xảy ra là 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 cháu không ấy đâu. Cháu không chịu trách nhiệm đâu. Ông mà ấy là ông tẹt bái nè cháu không chịu trách nhiệm đâu. Thế Hứa đấy. với ông bao lần rồi. Nhưng mà xem nó còn hạn nào. Còn hạn không thật. Cháu nói dối ông là hạn sử dụng. Ôi ơi còn hai tháng. Ôi mà hai tháng thì hai ngày ông uống hết. Nấu. Không Nấu. No. Không. No. Không không no. không không ông thì cứ chờ cháu uống thì đến bao giờ cháu mới uống. Toàn bia mua từ Tết nhưng <laughs> <laughs> Hứa với ông ông sợ. Hứa với ông ông lại. Là, là ở nhà cháu còn nhiều bia lắm nhưng mà cháu sợ hết hạn ông ông nội thì bảo mang lên đây cho tao nhưng mà cứ lần nào đi là quên 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 ở hôm nay ấy thì đấy còn rất nhiều thứ nhài kép mấy các thứ nhà kép mấy nhà nhật thì tôi thấy là là rẻ còn đơn bây giờ tôi tôi không không nắm được tôi chỉ biết là cái loại này trăm rưỡi nhưng mà nhưng đây này đây này nhưng mà cái loại này nó 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 lẫn lung tung đây này bà sơn ơi cả cây bé tí này Đây cây to thì cũng được đây Trong kia, nó à? trong kia? Ừ, Kinh quá nhỉ cây xén, cây xén ta ta thấy cái Thế á à? ừ. Học ở trên cây mạng à Ờ ừ, cũng được đây Nhưng mà vẫn bé vẫn bé hơn cái cái vườn cái cầu chùa đầu bắt đầu đấy bắt đầu bắt đầu ca cái bài là con tao phải đẹp trai nhất đấy <laughs> tuấn thật đi đi bà đang khen mày đẹp trai thế này Tuấn nó đang hóng hớt đây này, nó đang thả trâu, nó đang thế nọ thế kia xong rồi nó đang hóng hớt cái loại này là đang xém rồi. Ôi rồi nhưng mà đây có có phải nhung lá nhựa đâu, còn nhiều thứ lắm. Đây là cả đơn lấy đây này, đơn cờ đây này. À, toàn đơn nhung họa hoàn mới là đây cây đơn cờ. À? Kinh cũng nên mạng học cách chăm sóc cây mẫu đơn đấy, học của gã đầu bạc. Xén cụt đi Mai sau nó ra hoa chi chít <laughs> Nếu nếu mà nói thật ra là Nếu mà ở đây mà khách quan mà nói Nếu mà những người biết ấy, thì là Biết bà Sơn hoặc biết mọi người ấy Thì là bà Sơn và mấy ông nội rất chăm Mặc dù ông, ông uống bia vậy thôi Nhưng mà tí nữa thì hùng hục hùng hục làm Cứ ở đây thôi Mình cứ ra đây này cứ tưởng là ông 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 nội là giận gì bà Sơn hay bà Sơn giận gì ông nội Nhưng mà ông cứ ra đây là cả một thế giới riêng Ủa ấy ngắm trời ngắm đất xong rồi cây cối đài cây to lắm nhưng mà nó có lẽ là nó sẽ không đồng đều đâu khoảng 300 cây còn cái loại này thì bé hơn sẽ phân ra thành hai ba cỡ đến thằng em quý rồi mẹ cây cối nó ngập cả mồm mê nó vẫn còn định nè là lấy thêm 10 cây 20 cây anh chọn cho em hết bao nhiêu tiền em giả khổ <laughs> xem livestream của mình nhiều quá <laughs> cây của mình thì cây của của vườn tức là cây do chính tay mình sản xuất thì 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 đéo ấy cơ nhiều lắm của thằng cu em tôi nó gọi là cũng vua mẫu đơn miền bắc với cả vua hoa giấy miền bắc đấy nên mạng không xưng hùng xưng bá đâu không vua lọ vua kia đâu nhưng mà tức là anh em chúng nó cũng rất là lỗ lực thì các bạn tôi cũng bảo rồi khi các bạn đến một cái ngưỡng nào đấy thì 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 cái cái việc ví dụ như lương các bạn 5 triệu thì các bạn cũng chỉ quy tụ những cái người 5 triệu, 6 triệu thôi. Còn nếu mà ghi ví dụ khu khi mà thu nhập của bạn của các bạn ấy nó lên 50 triệu, ví dụ nó đang 5 triệu, nó đang 6 triệu, nó đang 7 triệu thì nó sẽ chơi với các bạn ví dụ lương 3 triệu. Hoặc lương các bạn đang 3 triệu, hoặc 5 triệu, các bạn sẽ chơi với các bạn của các bạn là tầm 5 đến 7 triệu, tầm thậm chí đến 10 triệu. Nhưng mà thu khi mà thu nhập của cái thằng đang 10 triệu ấy mà nó vượt lên 30 triệu nó sẽ không chơi với các bạn 5 triệu nữa. Còn chơi thì có lẽ phải đến 60 tuổi nó mới chơi. Như kiểu hội cựu chiến binh ấy, có như ông đại tá vẫn chơi với ông nông dân ấy. Các bạn hình dung chưa? Còn cái khi mà chúng ta còn trẻ như này ấy thì các bạn phải hình dung là tôi mới bảo rồi. Bạn là là tổng, tức là bạn là trung bình cộng của 5 người bạn chơi hàng ngày bạn tiếp phải xác định là 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 người ta đang bàn về cái vấn đề gì người ta có sở thích gì thì là lúc ấy các bạn sẽ hòa đồng chứ còn khi các bạn không có cố, cố gắng à, thôi được rồi để 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 xem ra có bé hơn hôm qua nhiều không đây nghêu nghêu này kinh quá nhỉ nhưng mà cái loại này thì được bao nhiêu bảo là tao cũng có tài sản là là ba trăm cây đây xuống đây thanh lý cho tao nhưng mà lúc trước hai trăm nghìn không bán cơ cái đây 3 tháng cơ Nhưng mà phải làm việc rõ ràng không à Và có một cái là tôi cũng nhắc nhiều khách như thế này này Tại vì nếu mà như cái chỗ anh Nâm hoặc tôi ấy Thì là hầu như là một Nói một là một Nói hai là hai Nhưng mà đôi khi là là tự nhiên 300 cây mà mà bán không bán được Xong rồi bình thường bán được xếp xe hai ba xe mà phát mà